Xin chào các em học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lê Thị Thân, giáo viên bộ môn ngữ văn, hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn. Ngày hôm nay, cô rất vui được đồng hành cùng các em trong buổi học này. Trong chủ đề Văn học Việt Nam trước cách mạng tháng 8, các em đã được tìm hiểu tác phẩm Tôi đi học của Thanh Tịnh, viết về cảm xúc, tâm trạng bỡ ngỡ rộn ràng của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên. Đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng đã kể lại một cách chân thực và cảm động tuổi thơ đầy cay đắng tủi cực cùng tình yêu thương mẹ cháy bỏng của tác giả. Đoạn trích Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố lại thể hiện được sức mạnh phản kháng của người nông dân khi bị áp bức đến bước đường cùng. Và ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ đến với tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao. Đây là tác phẩm cuối cùng trong chủ đề Văn học Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu xem nhà văn Nam Cao muốn gửi gắm điều gì qua tác phẩm này. Ở bài học này, chúng ta cùng hướng tới các mục tiêu sau. Thứ nhất là thấy được tình cảnh khốn cùng và nhân cách cao quý của nhân vật Lão Hạc. Qua đó, hiểu thêm về số phận đáng thương và vẻ đẹp tâm hồn đáng trọng của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Thứ hai là thấy được lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn Nam Cao thể hiện chủ yếu qua nhân vật ông giáo. Đó là thương cảm đến xót xa và thật sự trân trọng đối với người nông dân nghèo khổ. Thứ ba là bước đầu các em hiểu được đặc sắc nghệ thuật truyền ngắn Nam Cao. Đó là khắc họa nhân vật tài tình, các dẫn truyện tự nhiên hấp dẫn, sự kết hợp giữa tự sự, triết lý với tự tình. Trước khi đi vào bài học, các em chuẩn bị cho cô sách giáo khoa vở ghi bài. Sách giáo khoa các em mở ra trang 38. Những em nào chưa kịp có sách giáo khoa thì các em truy cập vào đường link đọc sách trực tuyến trên màn hình. Lưu ý, trong quá trình xem video bài học, những slide nào mà có biểu tượng cây bút, các em bấm nút dừng video để ghi bài. Trước hết, cô trò chúng ta đi vào tìm hiểu phần 1, đọc hiểu chú thích. Các em theo dõi phần chú thích sau trong các giáo khoa trang 45 để chúng ta nắm được một số thông tin về tác giả tác phẩm. Trước hết, chúng ta đi vào phần 1, tác giả. Trên màn hình là chân dung của tác giả Nam Cao. Các em nắm cho cô một số thông tin về nhà văn này như sau. Nam Cao sinh năm 1915, mất năm 1951, quê ở Lý Nhân, Hà Nam. Về sự nghiệp, trước cách mạng tháng 8, ông là nhà văn hiện thực xuất sắc, chủ yếu viết về người nông dân. Sau cách mạng tháng 8, ông phục vụ kháng chiến và hy sinh trên đường đi công tác. Ông được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Nhờ những đóng góp của mình, ông được xem là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Là nhà văn với sở trường viết truyện ngắn, Nam Cao đã để lại một số lượng tác phẩm lớn. Quan sát trên màn hình, cô giới thiệu với các em một số tác phẩm tiêu biểu của ông. Đặc biệt là những sáng tác của Nam Cao được đưa vào giảng dạy xuyên suốt trong chương trình phổ thông. Ở lớp 8 là chúng ta đang tìm hiểu văn bản Lão Hạc. Lên lớp 11 chúng ta có văn bản Chí Phèo. Và lớp 12 là tác phẩm Đôi Mắt. Điều này để cho thấy tài năng bút lực lớn của nhà văn này. Tiếp theo, chúng ta qua phần 2 tìm hiểu vài nét về tác phẩm. Qua tìm hiểu phần chú thích, cô tin là các em đã nắm được một số thông tin về văn bản Lão Hạc rồi. Với văn bản Lão Hạc, các em nắm cho cô những thông tin sau. Lão Hạc là truyện ngắn xuất sắc, viết về đề tài người nông dân, đăng báo lần đầu năm 1943. Thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt là tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Ngôi kệ, truyền được kể theo ngôi thứ nhất, lời kể của ông giáo, vì thế làm cho câu chuyện trở nên sinh động và chân thật. Điều đặc biệt là câu chuyện trong tác phẩm Lão Hạc đã được hai lần chuyển thể thành phim truyền hình. Lần thứ nhất là sự kết hợp câu chuyện trong ba tác phẩm Lão Hạc, Chí Phèo, Sống Mòn thành bộ phim Làng Vũ Đại Ngày Ấy, xuất bản năm 1982. Lần thứ hai là riêng câu chuyện trong tác phẩm Lão Hạc đã được chuyển thể thành phim Cậu Vàng, xuất bản gần đây nhất năm 2021.
Chính điều này đã thể hiện được phần nào thành công và sức hấp dẫn trong những trang sáng tác của Nam Cao. Trên phần hình là nội dung ghi bài của phần 1 đọc hiệu chú thích. Các em bấm nút dừng video để ghi bài. Tiếp theo, cô trò chúng ta đi vào tìm hiểu phần 2 đọc hiệu văn bản. Trước hết là phần đọc tác phẩm. Với tác phẩm Lão Hạt, các em lưu ý cho cô trước khi đọc như sau. Các em cần thể hiện rõ giọng của các nhân vật. Ví dụ, giọng Lão Hạt khi thì chua chát xót xa, lúc thì trầm rãi năn nỉ. Giọng của vợ ông giáo thì lạnh lùng, dứt khoát. Giọng của Binh Tư thì nghi ngờ, mỉa mai. Đặc biệt là lời của ông giáo, người kể chuyện, khi thì từ tốn, ấm áp, lúc lại cất lên đầy xót xa, thương cảm với những lời độc thoại nội tâm. Các em bấm nút dừng video để đọc tác phẩm. Sau khi đọc, để giúp bản thân hiểu hơn một số từ khó trong bài, các em tiếp tục đọc cho cô phần chú thích ở đống sách giáo khoa trang 46-47. Đặc biệt lưu ý hơn các chú thích mà cô đã đánh dấu như trên màn hình. Sau khi đọc tác phẩm và tìm hiểu chú thích xong, bước tiếp theo các em cần tóm tắt tác phẩm. Với văn bản Lão Hạt thì các em cần tóm tắt từ 8 đến 10 dòng. Đây là bước làm vô cùng cần thiết để các em nắm được nội dung cơ bản của bài. Đồng thời đó là tiền đề để chuẩn bị tốt cho tiết tóm tắt văn bản tự sự mà các em sẽ học ở trong tuần 4 của chương trình. Các em bấm nút dừng video để tóm tắt tác phẩm. Trên màn hình là phần tóm tắt tác phẩm của cô. Tuy nhiên, các em vẫn có thể tự mình tóm tắt theo cách khác, miễn là đảm bảo được nội dung cơ bản của bài. Tóm tắt tác phẩm Lão Hạt. Lão Hạt là một người nông dân nghèo, vợ mất sớm, chỉ có một mảnh vườn và người con trai. Vì không có tiền cưới vợ, con trai Lão phấn chí bỏ đi phu đồn điền cao su. Từ đó, Lão Hạt sống thui thủi một mình với con chó vàng làm bạn. Sau trận ốm dai dẳng rồi lại báo mắt mù, Lão rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cơ cực bội phần. Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con trai, Lão Hạc dằn vặt lương tâm quyết định bán đi con chó vàng. Lão nhờ ông giáo trông hộ mảnh vườn cho con trai và gửi tiền làm ma để không phiền hàng xóm. Lão Hạc xin ít bạn chó của Binh Tư, rồi Lão chết đột ngột, dữ dội và đau đớn. Không ai biết vì sao Lão chết trừ ông giáo và Binh Tư. Sau phần tóm tắt là phần phân tích. Với văn bản Lão Hạc, cô sẽ đi vào phân tích theo trình tự nhân vật. Trước hết là nhân vật Lão Hạc. Như các em đã biết, thì tình cảm của Lão Hạc đối với cậu vàng là vô cùng đặc biệt. Bởi với Lão, đây chính là kỷ vật của con trai để lại, là niềm an ủi, là người bạn đồng hành trong cuộc sống thường ngày. Vì sự yêu mến ấy, Lão Hạc đã gọi con chó là cậu vàng, như một bà mẹ hiếm hoi gọi đứa con cậu tự. Lão chăm sóc cậu vàng rất kỹ, như bắt rận, đem ra bờ ao tắm, cho nó ăn cơm vào một cái bát như nhà giàu. Những lúc uống rượu thì lão nhắm vài miếng lại gắp cho nó một miếng. Lão Hạc trò chuyện với giọng mắng yêu, vỗ về như một đứa trẻ nhỏ. Như vậy, chỉ bằng vài nét trên, chúng ta cũng đủ thấy được tình yêu thương cậu vàng như con, chia sẻ tâm tình như người bạn tri kỷ. Yêu thương cậu vàng là thế, nhưng sự đời đâu như chúng ta mong muốn. Cuộc sống xoay chiều, đặc biệt trong bối cảnh xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Tình cảnh của Lão Hạc ngày càng khốn cùng và khó khăn. Lão trải qua một trận ốm thập tự nhất sinh, Lão bị mất việc làm, rồi thiên tai ập đến, trong khi giá cả mọi thứ ngày một tăng, buộc Lão Hạc phải đứng trước sự lựa chọn bán cậu vàng. Vậy tâm trạng của Lão Hạc như thế nào? Cô mời các em đi vào tìm hiểu cho cô ý đầu tiên, A nhỏ. Tâm trạng của Lão Hạc xung quanh việc bán cậu vàng. Các em quan sát sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi. Em hãy tìm những chi tiết miêu tả Lão Hạt trước và sau khi bán cậu vàng. Chắc hẳn các em đã có câu trả lời cho mình rồi, đúng không nào? Trước khi bán thì Lão vô cùng đắn đo và suy nghĩ.
Các em quan sát cho cô đoạn văn trong sách giáo khoa trang 38 mà cô đang chiếu ở trên màn hình. Thì chúng ta có thể thấy là tâm trạng đắn đo suy nghĩ của lão Hạt được thể hiện ở chỗ là biết bao nhiêu lần lão đã đem chuyện này để kể với ông giáo. Và chính bản thân ông giáo nghe chuyện bán chó nhiều đến nỗi đã nhàm tai. Và ông giáo cũng không hề biết được là đến khi nào thì giữa lời nói và hành động của lão Hạt mới đi liền với nhau. Còn sau khi bán chó, các em lại quan sát cho cô đoạn văn trong sách giáo khoa trang 41 và 42 thì chúng ta lại thấy được tâm trạng lão Hạc đau khổ tột cùng. Điều ấy thể hiện qua những chi tiết như lão cố làm ra vui vẻ, cười như mếu, đôi mắt lão ầng ực nước, mặt co rúm lại, những nếp nhăn xô lại ép cho nước mắt chảy ra, cái đầu ngoẹo về một bên, cái miệng móm mém mếu như con nít. Lão hu hu khóc. Các em chú ý cho cô những cái từ mà gạch chân ở trên màn hình. Thì chúng ta thấy là nhà văn Nam Cao đã sử dụng một loạt những từ tượng hình, tượng thanh giàu sức gợi cảm. Qua đó góp phần diễn tả tâm trạng đau khổ tột cùng của lão Hạc khi phải bán cậu Vàng. Lão Hạc đã tường thuật lại việc bán chó với ông giáo bằng giọng đầy đau đớn xót xa. Nó cứ làm in như nó trách tôi. Nó kêu ư ử nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: "À, lão già tệ lắm. Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó. Nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó." Đấy chính là cái tâm trạng day dứt, đau đớn, ân hận trước việc làm của mình và thái độ chua chát ngậm ngùi mặc cảm là kẻ có tội. Cuộc sống của lão Hạc khốn cùng bi thương là thế, nhưng lão không hề đánh mất đi phẩm giá của mình. Đến bước đường cùng, lão luôn nghĩ đến con mà chẳng nghĩ đến mình. Vì thế, lão đủ can đảm để nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời để không làm phiền đến ai. Trước khi chết, lão đã nhờ ông giáo giữ hộ ba sào vườn cho con trai. Còn bản thân mình thì nhịn ăn tích góp được 30 đồng bạc gửi ông giáo để lo đám ma cho chính mình. Lão Hạc duy trì cuộc sống hàng ngày bằng cách ăn khoai, củ chuối, sung luộc, rau má, củ ráy, bữa trai, bữa ốc. Lão từ chối mọi sự giúp đỡ gần như là hách dịch, từ chối mọi sự thương hại của người khác cho dù đó là cưu mang chân tình nhất. Ngay cả với ông giáo, người hàng xóm tin gần gũi nhất và tin tưởng nhất, ông cũng từ chối sự giúp đỡ. Điều ấy để cho thấy lão Hạc tuy nghèo khó nhưng vẫn giàu đức hy sinh, giàu tình thương và giữ vững phẩm chất cao đẹp của mình. Trong tác phẩm lão Hạc, điều ám ảnh nhất với bạn đọc có lẽ là cái chết của lão. Vậy cô trò chúng ta cùng đi vào phần B, cái chết của lão Hạc. Các em quan sát cho cô đoạn cuối trong tác phẩm. Em hãy tìm những chi tiết miêu tả cái chết của lão Hạc. Câu hỏi này chắc không làm khó các em đúng không nào? Theo dõi cái đoạn văn cuối ở trong sách giáo khoa trang 45 thì chúng ta có thể thấy là hình ảnh lão Hạc chết được miêu tả thật thê thảm. Lão mượn miếng bả chó để tự kết liễu đời mình. Nhà văn Nam Cao đã ghi lại cái cảnh lão chết qua những cái chi tiết sau. Các em theo dõi ở trên màn hình. Lão vật vã trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Lão vật vã đến 2 giờ đồng hồ. Các em chú ý cho cô những cái từ ngữ gạch chân ở trên. Thì chúng ta dễ dàng nhận ra là tiếp tục là một loạt những cái từ tượng hình, tượng thanh kết hợp với bút pháp miêu tả chi tiết ấn tượng. Nhà văn Nam Cao đã diễn tả một cái chết thật đau đớn và dữ dội. Phải chăng lão Hạc chọn cách chết đó như muốn trừng phạt chính bản thân mình? Cái chết đau đớn của lão đã làm sáng tỏ thêm phẩm chất cao đẹp của người nông dân hướng thiện. Tuy sống trong cái xã hội đầy bóng tối, nhưng tâm trí lão vẫn sáng ngời, tính cách của lão thật cao quý. Cả đời lão đó nghèo đói, nhưng không làm mất đi tấm lòng đôn hậu trong sáng của mình.
Sức hấp dẫn của tác phẩm Lão Hạc có lẽ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm. Vì thế, làm cho câu chuyện trở nên sinh động, ấn tượng, giàu sức tạo hình và gợi cảm. Qua theo dõi các đoạn văn về nhân vật Lão Hạc, cô tin chắc là các em đã nhận ra được điều này. Và các em lưu ý là mình có thể học hỏi nhà văn Nam Cao ở điều này khi đi vào làm những cái bài văn tự sự ở những tiết học sau trong chương trình ngữ văn lớp 8 kỳ 1. Vậy, theo em, nguyên nhân nào khiến Lão Hạc quyết định từ kết liễu đời mình? Cô nghĩ là một số em đã tìm ra được câu trả lời rồi. Ở đây chúng ta có thể đưa ra những cái nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất là do cuộc sống nghèo đói và túng quẫn, cho nên chết là một sự giải thoát cho cuộc đời Lão Hạc. Nguyên nhân thứ hai là vì lòng tự trọng cao, Lão Hạc không muốn sống mà bị phiền hà nhờ vả vào sự cưu mang giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nguyên nhân thứ ba có lẽ là nguyên nhân quan trọng nhất, đấy là Lão muốn chết vì để bảo toàn nguyên vẹn tài sản cho người con của mình. Như vậy, chỉ với những nguyên nhân nêu trên trong cái chết của Lão Hạc, chúng ta có thể kết luận rằng Lão Hạc tuy nghèo đói nhưng rất giàu lòng tự trọng và sáng ngời tình phụ tử thiêng liêng. Theo dõi tác phẩm, vậy có em nào thắc mắc là tại sao Lão Hạc lại chọn cho mình một cái chết đầy đau đớn như thế? Bởi lẽ là cuộc đời Lão vốn đã khổ rồi, sao Lão không ra đi một cách nhẹ nhàng? Phải chăng là Lão đang muốn gây sự chú ý cho mọi người xung quanh? Đọc kỹ tác phẩm thì các em có thể dễ dàng trả lời rằng không, nhất định không phải là như thế. Lão Hạc chết bằng cách ăn bả chó chính là Lão đang lựa chọn cho mình một cái chết đau đớn tàn khốc nhất. Đó là cách Lão đang muốn chuộc tội lại với cậu vàng. Chết bằng bả chó nó mang ý nghĩa của sự tự trừng phạt chính mình. Lão Hạc đang muốn tự mình nếm trải cảm giác của một con chó bị lừa. Vì thế, nhà văn Nam Cao đã miêu tả cái cảnh Lão Hạc chết có những nét tương đồng với cái cảnh thằng Mục, thằng Xiên lừa bắt cậu vàng ở cái đoạn trước. Đó là cái lời tả lỗi chân thành và sâu sắc nhất với cậu vàng. Qua cái chết của Lão Hạc, nhà văn Nam Cao muốn tố cáo mạnh mẽ cái xã hội phong kiến đã đẩy con người đến bước đường cùng. Vừa muốn thể hiện niềm tin vào người nông dân là dù có chết thì họ vẫn luôn giữ được bản chất lương thiện, giữ được lòng thương con và sự tự trọng của mình. Đồng thời, nó cũng thể hiện cái tấm lòng nhân đạo của tác giả gửi gắm qua tác phẩm. Như vậy, qua phân tích nhân vật Lão Hạc, chúng ta có thể rút ra cái kết luận chung nhất về nhân vật này như sau. Lão Hạc là người giàu lòng yêu thương, giàu lòng tự trọng. Cuộc đời Lão tiêu biểu cho số phận bi thảm của người nông dân nghèo trước cách mạng tháng 8. Để kết nối với nội dung văn bản trước đã học, các em suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi sau. Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyền ngắn Lão Hạc, em hiểu gì về cuộc sống và phẩm chất của người nông dân trong xã hội cũ? Đây là câu hỏi số 7 ở trong sách giáo khoa. Cô tin là các em đã có những cái ý tưởng cho câu trả lời của mình rồi. Với câu hỏi này, chúng ta có thể giải thích như sau. Đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyền ngắn Lão Hạc đã cho chúng ta thấy cái tình cảnh cuộc sống nghèo khổ cực nhọc của người nông dân Việt Nam trong xã hội thực dân nữ phong kiến. Họ phải chịu đủ mọi thứ áp bức bất công, họ bị bóc lột đến tận xương tủy, bị đẩy đến bước đường cùng. Chị Dậu và Lão Hạc đều bị đẩy đến chỗ bế tắc, phải tự tìm cách giải thoát cho chính mình. Chị Dậu thì chọn cách vùng lên phản kháng để chống lại bọn thống trị, bọn tay sai. Còn Lão Hạc thì tìm đến cái chết để bảo toàn nhân cách trong sáng của mình. Hai nhân vật, hai con người, hai cách ứng xử khác nhau trước cuộc sống, nhưng đều thể hiện được cái nỗi khổ cực và phẩm chất đáng quý của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Như vậy, vẻ đẹp tâm hồn của chị Dậu là sức mạnh của tình thương yêu, của tiềm năng phản kháng, thì vẻ đẹp của Lão Hạc là vẻ đẹp của nhân cách, của ý thức về lòng tự trọng sâu sắc. Vậy là cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong nhân vật Lão Hạc. Còn một nhân vật khác cũng quan trọng không kém, đó là nhân vật ông giáo. Vậy ông giáo là người như thế nào? Cô mời các em đi vào cho cô phần 2, nhân vật ông giáo. Trong truyện ngắn Lão Hạc,
thì ông giáo được nhà văn giao cho nhiều trọng trách. Thứ nhất, đây là người chứng kiến và kể lại câu chuyện. Thứ hai, đây là hàng xóm thân thiết với lão Hạc. Thứ ba, đây là một tri thức nghèo nhưng được mọi người quý trọng. Thứ bốn, đây là người mang tư tưởng triết lý mà tác giả gửi gắm. Chúng ta có thể điểm qua vài nét về nhân vật này trong những cái tình huống cụ thể như sau. Tình huống thứ nhất là khi nghe kể chuyện bán chó, thì ban đầu ông thờ ơ, xem nhẹ, nhưng sau đó thì hiểu, ái ngại và chia sẻ. Tình huống thứ hai, khi lão Hạc từ chối sự giúp đỡ, thì ông buồn và nghĩ rằng lão Hạc đã không hiểu mình, không hiểu được tấm chân tình mà ông dành cho lão. Tình huống thứ ba, khi nghe lão Hạc xin bà chó, thì thoạt đầu ông ngỡ ngàng, sau đó ông buồn và cuối cùng là thất vọng. Tình huống thứ tư, khi chứng kiến cái chết của lão Hạc, thì ông Hạc giáo hiểu ra mọi điều. Ông hứa với lão là sẽ làm tròn cái điều mà lão Hạc gửi gắm. Như vậy, qua sự chuyển biến, sự thay đổi trong nhận thức, suy nghĩ của ông giáo ở bốn cái tình huống nêu trên, thì chúng ta có thể kết luận rằng ông giáo là người hiểu đời, hiểu người, chan chứa tình yêu thương và lòng nhân ái sâu sắc. Những cái triết lý mà ông giáo rút ra về nỗi buồn trước đời đã tạo cho nhân vật này một tiếng nói riêng ở trong câu chuyện. Vậy, em hãy tìm những cái câu văn mang tính triết lý của nhân vật ông giáo về nỗi buồn trước cuộc đời và con người. Đọc cái tác phẩm thì cô tin là các em đã tìm ra được những cái triết lý ấy rồi. Đó là những cái câu văn nằm trong sách giáo khoa trang 44 và trang 45. Ông giáo đã rút ra được những triết lý khi nói chuyện với vợ, khi trò chuyện với binh tư và khi tận mắt chứng kiến cái chết của lão Hạc. Sau đây cô sẽ đi vào giải nghĩa nội dung của những cái câu nói trên. Câu thứ nhất: chao ôi, đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ càn dở, ngu ngốc, không bao giờ ta thương. Câu này có nghĩa là khuyên chúng ta phải nhìn đời, nhìn người và đánh giá người khác bằng đôi mắt của tình thương, của sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng cảm, để phát hiện ra được những cái vẻ đẹp ẩn chứa trong tâm hồn con người. Cái câu thứ hai: cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Thế câu này là ông giáo đang bày tỏ sự thất vọng vì ông cho rằng đã có sự thay đổi trong tính cách của lão Hạc, một con người giàu lòng tự trọng nhưng cuối cùng lại ăn cắp như binh tư. Câu thứ ba: không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Thế câu nói này của ông giáo thể hiện sự thức tỉnh lớn về cuộc đời. Cuộc đời đáng buồn là bởi vì miếng cơm manh áo đã đẩy con người đến cái cùng cực của sự khổ đau bất hạnh. Những cái con người sáng người tình yêu thương, những cái phẩm chất đáng trọng, nhưng cuộc đời lại đẩy họ đến cái chết, chết như một sự giải thoát cho chính họ. Như vậy, xây dựng nhân vật ông giáo, nhà văn Nam Cao như muốn tặng cho lão Hạc một người bạn để an ủi, để chia sẻ. Nhưng cũng với nhân vật này, nhà văn còn muốn bày tỏ quan điểm suy ngẫm về kiếp người và cuộc đời. Ta như bắt gặp hình bóng của Nam Cao trong ông giáo. Những nét tương đồng của nhân vật này và nhà văn như là một lời tâm sự chân thành mà tác giả gửi vào trang viết. Văn là người, một trái tim ấm nóng tình nhân đạo, lòng yêu thương với con người cứ bùng lên mãnh liệt trong trang viết của Nam Cao. Có thể không thể thay đổi cuộc đời của những người tri thức trong sáng tác của mình, nhưng ta vẫn tin rằng dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu thì họ vẫn giữ được những nét nhân cách đáng trọng của mình. Trên màn hình, cô chiếu lại một lần nữa nội dung ghi bài của mục 2 đọc hiểu văn bản. Các em bấm nút dừng video để chúng ta hoàn thành vào trong cái vở của mình. Như vậy, cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong phần 2 đọc hiểu văn bản. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần 3 ghi nhớ. Với bài học này, các em nắm cho cô cái kiến thức như sau. Về nội dung, truyện ngắn Lão Hạc đã thể hiện một cách chân thực cảm động số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý tiềm tàng của họ.
Đồng thời, truyện còn cho thấy tấm lòng yêu thương trân trọng đối với những người nông dân. Về nghệ thuật, truyện ngắn Lão Hạc cho thấy tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao, đặc biệt trong việc miêu tả tâm lý nhân vật và cách kể chuyện. Để giúp các em củng cố kiến thức bài học, cô có một số câu hỏi trắc nghiệm trong cái phiếu học tập sau. Các em bấm nút dừng video, sau đó mình suy nghĩ và làm bài. Sau khi làm xong, thì các em có thể đối chiếu kết quả với các bạn trong lớp để kiểm tra tính chính xác cho từng câu hỏi. Về nhà, các em thực hành vào vở cho cô cái đề bài sau. Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 đến 15 dòng nêu cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong văn bản Lão Hạc của Nam Cao. Cô gợi ý qua cái đề bài này. Để làm được cái bài đề bài này, các em phải đảm bảo được cho cô cái bố cục 3 phần. Mở đoạn là phải giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm nào của ai. Cái phần phát triển đoạn là phải nêu được cảm nhận về nhân vật, như là về việc làm, về lời nói, hành động, phẩm chất, tính cách, vân vân của nhân vật. Kết đoạn là các em rút ra được bài học cho bản thân mình. Các em cố về nhà hoàn thành cái bài tập này vào trong vở của mình. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Qua văn bản Lão Hạc, cô hy vọng là giúp các em có một góc nhìn mới về những người nông dân Việt Nam trong cái xã hội phong kiến còn chịu nhiều khốn khó, mất mát và đau thương. Để từ đó, các em tự soi vào mình, vào cuộc sống hòa bình, ấm no mà chúng ta đang có, một cái xã hội công bằng, bình đẳng, một mái ấm gia đình hạnh phúc, thì cô tin là các em sẽ học cách trân trọng hơn cái giá trị cuộc sống hiện tại của chính mình. Văn bản Lão Hạc đã khép lại cái chủ đề văn học Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Các em có thể tìm đọc thêm những cái tác phẩm của bốn nhà văn này để mở rộng thêm cái kho tàng kiến thức cho mình. Tuần sau, các em chuyển qua chủ đề một số vấn đề chung trong tạo lập văn bản. Các em về nhà xem trước và soạn cho cô hai bài, tính thống nhất về chủ đề của văn bản và bố cục của văn bản. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan và học tốt.